Chào các bạn lại quay lại đi tìm chân lý cùng Lộc. Và hôm nay Lộc sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó là thiên đàng và địa ngục có thật hay không. Mỗi một video mình chỉ nói một cái chân lý thôi, mình chỉ đề cập một vấn đề duy nhất thôi, để cho cái video nó được comment, được thông suốt, được các bạn tranh luận, được các bạn bình phẩm về nó trong một cái chủ đề thôi. Chúng ta sẽ không bị lạc đề, không bị rối loạn trong các chủ đề. Thì cái chủ đề này là thiên đàng và địa ngục có thật hay không, thì Lộc sẽ dùng một lý do duy nhất để chứng minh điều này. Chúng ta thường phân biệt được xấu, tốt, đúng, sai, thiện, ác, đúng không? Chúng ta thường phân biệt được điều này. Và chúng ta sẽ thấy rằng là trên cuộc đời này có những người sống và làm nhiều điều thiện, và nhưng cũng có những người sống và làm nhiều điều ác, nhiều điều xấu, nhiều điều sai. Vậy thì có một điều xảy ra, đó là nếu như người thiện chết đi và người ác cùng chết đi, thì điều gì sẽ xảy ra cho người thiện và cho người ác? Thường chúng ta sẽ hiểu được rằng là người thiện sẽ được vào thiên đàng, hay là người thiện sẽ đến nơi vườn địa đàng, còn người ác thì sẽ vào địa ngục, hay là vào cửu tuyền, là nơi chín tầng địa ngục, hoặc là hỏa ngục, hoặc là sẽ bị tra tấn, hoặc sẽ bị hành phạt. Đấy là cái số phận của người ác. Người ác sẽ bị rơi vào địa ngục. Thì đối với cái hiểu nôm na như vậy, thì nhưng mà điều này nó có thể chứng minh được thiên đàng và địa ngục có thật hay không, thì nó cũng muốn nói với các bạn như này. Các bạn, thiên đàng và địa ngục là một cái gì đó mà người ta vẽ ra, người ta nói đến và nhắc đến để cho con người có một sự cảnh báo trong cái việc làm của họ tại hiện tại. Nếu như không có thiên đàng, không có địa ngục để dọa dẫm con người ta, để cảnh báo con người ta, thì tội ác sẽ còn lớn và nhiều hơn bây giờ nữa. Điều đó không có nghĩa là thiên đàng và địa ngục không có thật, mà thiên đàng và địa ngục có thật nhá. Nhưng mà thiên đàng đẹp như thế nào, chúng ta khoan hẳn bàn. Thiên đàng thật sự là một nơi như thế nào, chúng ta khoan hẳn nhắc đến. Và địa ngục là một nơi thật sự như thế nào, có phải có 9 tầng địa ngục hay không, hay là có phải là nơi đó có đầu trâu mặt quỷ hay không, hay là nơi đó là nơi như thế nào, chúng ta khoan hẳn bàn đến. Nhưng Lộc tin chắc chắn rằng, Lộc chia sẻ các bạn chắc chắn, địa ngục là nơi đau khổ, còn thiên đàng là nơi sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc. Địa ngục là nơi đối diện, đối ngược với thiên đàng. Lộc muốn chứng minh thiên đàng địa ngục có thật bằng một lý do duy nhất, đó là nếu như có một người thiện, Lộc ví như cây bút này, là một người sống đúng, sống tốt, làm nhiều điều tốt, làm nhiều điều thiện, và một người làm nhiều điều ác, làm nhiều điều sai, làm nhiều điều xấu, cướp bóc, hại người khác, nói chung là làm hại người khác. Hai người này cùng chết đi, sống trong một người, hai người này cùng chết đi và đi về sự hư không. Thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là nếu như không có thiên đàng địa ngục thì sẽ không có sự công bằng. Không có sự công bằng bởi sao? Bởi vì ông này là người xấu, chết đi cũng là về không, cũng là hết. Còn tôi là người tốt mà tôi chết đi thì cũng là về không, cũng là về hết. Thì xấu và tốt đâu khác gì nhau. Xấu và tốt đâu có gì khác nhau đâu, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy cái điều đó là điều không công bằng. Người xấu chết đi cũng giống như người tốt chết đi, đúng không? Thì điều đó chắc chắn là điều không công bằng. Chắc chắn là điều không công bằng. Ông này ông làm ác mà, ông này ông ấy là người rất tội lỗi mà khi chết đi cũng giống như một kết quả của người tốt chết đi. Thì điều đó chắc chắn là không công bằng. Thế thì tôi sống tốt để làm gì? Đúng không? Tôi cứ hưởng những cái điều, đúng không? Tôi cứ hưởng hết những cái trụy nạc ở đời đi, đúng không? Bởi vì tốt với xấu giống nhau, cho nên là bắt buộc phải có một thiên đàng và địa ngục. Cho nên là ông Trịnh Công Sơn ông viết bài hát đó, trở về cát bụi. Nhưng mà ai nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ ban. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết cái câu đó, số phận ngày sau nào ai biết trước, ông trời sẽ ban. Chắc chắn có một ông trời sẽ ban cho chúng ta được vào thiên đàng hay vào địa ngục, và đó là sự phân xử, sự xét đoán của ông trời. Nhưng cái vấn đề là chắc chắn có thiên đàng địa ngục bằng cái chứng minh của Lộc. Các bạn nhớ cái chứng minh của Lộc, nếu như tôi làm thiện cũng giống như tôi làm ác, chết đi đều về con số 0, vậy thì tôi cứ trụy nạc, cứ hoan nạc, cứ làm những việc ác đi, đúng không? Thế cho nên là như thế là không công bằng, bắt buộc phải có thiên đàng địa ngục để tạo ra sự công bằng, và chỉ có trời mới là đấng công bằng nhất. Còn
vào được vào thiên đàng hay được vào địa ngục đó là do ông trời phán quyết. Chúng ta là con người không có quyền phán quyết, không có quyền nói người khác phạm tội và không được vào thiên đàng. Chúng ta không có quyền để phán xét người khác được vào thiên đàng hay không, bởi vì thiên đàng và địa ngục nó không phải là của chúng ta. Chúng ta không phải là chủ nhân của thiên đàng, cũng không phải là chủ nhân của địa ngục. Chúng ta không có quyền nói người khác là anh được vào hay là không được vào thiên đàng. Đó là cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn để xét toán người này có tội, còn để kết án là người này có tội hay không là việc của chính cái tấm lòng của các bạn. Các bạn cảm thấy mình có tội thì đó là có tội, các bạn cảm thấy mình không có tội thì đó là không có tội. Đó là cái tấm lòng, cái lương tri của các bạn. Cái lương tri của các bạn nó sống đến đâu, nó mạnh mẽ đến đâu, cái lương tri của các bạn nó tốt đến đâu thì các bạn sẽ là người tốt đến đấy. Còn đúng hay sai thì cứ ra tòa nhé. Đúng hay sai thì chúng ta cứ phải nhờ đến luật pháp của nhà nước, đúng không? Luật pháp nhà nước đã có cái quy chuẩn rõ ràng rồi. Thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Mình tin rằng là các bạn cũng tin rằng có thiên đàng và địa ngục, nhưng nó là như thế nào, nó thật sự hình dạng như thế nào thì khoan hãy bàn nhé. Mình không thích nhiều người cứ nôi ra dùng cái thiên đàng địa ngục để dọa người khác. Anh làm như thế này, làm như thế này, làm như thế kia, sống cái kiểu này là sẽ xuống địa ngục. Đừng có nói như vậy, đừng có sống như vậy nhé. Đừng có lôi cái điều đó ra dọa người khác, nó chỉ là những cái gì đó các bạn nó tạo nên các bạn là cái con người mê tín quá thôi nhé. Thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Và ước mong là các bạn sẽ đóng góp và hẹn gặp lại các bạn trong video khác nha.